Câu hỏi tiếp theo của bác Hoàng Văn Chí, 65 tuổi ở Hải Phòng. Bác nói là tôi bị hở van hai lá 3/4, van hai lá có nhiều nốt vôi hóa. Trong năm thì có 3 4 đợt là bị ho, khó thở, đau ngực và phải nhập viện điều trị thì thấy đỡ. Hỏi bác sĩ là giờ phải chữa van tim như thế nào cho tốt ạ? À? Thì trường hợp của bác có lẽ là cái hở van hai lá là ở cái mức độ nặng 3/4, và cái chuyện hở nó gây ra những cái tình trạng như là mệt, khó thở. Tuy nhiên ở cái tuổi bác thì cái hở van hai lá, ngoài cái chuyện mình biết là nó bị hở, mình còn phải tìm cái nguyên nhân. Như đã nói, cái ở cái những cái lứa tuổi lớn, cao áp, tiểu đường, thì một trong những nguyên nhân gây ra hở van là cái tình trạng thiếu máu của cơ tim. Do đó theo chúng tôi thì bác nên được khảo sát mạch vành, tìm xem có những cái tổn thương mạch vành hay không. Nếu trường hợp có tổn thương mạch vành như hẹp đáng kể mạch máu nuôi tim, thì mạch vành là mạch máu nuôi tim, thì chúng ta cần phải can thiệp để tái lưu thông mạch vành cho tốt, từ đó có thể đưa đến tình trạng cải thiện cái tình trạng hở van. Trong trường hợp nếu mạch vành của bác tốt thì cần tập trung điều trị hở van, trước tiên là dùng thuốc. Nếu dùng thuốc không hiệu quả, cái van hở nhiều hơn, gây ra tình trạng suy tim nhiều hơn, các buồng tim giãn, thì cần phải được phẫu thuật kịp thời. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ tăng cường chức năng tim cho người bệnh tim mạch. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học toàn cầu của Canada năm 2014.